bệnh coi xương của trẻ chúng ta phải xử lý như thế nào? Nếu như chúng ta không biết dự phòng cái việc mà bé bị còi xương và không có phương pháp điều trị thích hợp thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái phát triển chiều cao của con bạn và ảnh hưởng đến sức đề kháng. Những bé như vậy thì nó sẽ yếu thế hơn rất là nhiều so với bạn cùng trang lứa. Thì trong cái video này thì bác sẽ hướng dẫn các bạn nhận biết cái việc trẻ còi xương như thế nào, và quan trọng nhất ở đây này đó là cách phòng như thế nào để trẻ không bị còi xương. Đầu tiên thì bác đặt muốn chia sẻ với các bạn là bệnh còi xương là cái gì. Bệnh còi xương ấy mà chúng ta có thể, ba mẹ có thể quan sát được ngay, đó là con mình thấp bé so với tuổi hoặc là so với bạn cùng trang lứa, đúng không ạ? Đấy là cái việc mà cha mẹ có thể quan sát được ngay. Đấy, còn về mặt bệnh học ấy là xương nó bị mềm, bị yếu rồi dễ gãy hơn, thì cái phần này mình không biết, đúng không? Thì cái phần này là phải đi khám, đi đo tuổi xương. Đấy. Cái tình trạng có xương ấy thường nó do rối loạn hoặc là thiếu hụt chuyển hóa, đặc biệt là bị thiếu vitamin D, D3K2, canxi, rồi phốt pho nhá. Trong chế độ ăn mình nghèo làn này, rồi mình không bổ sung dự phòng cho chế độ dinh dưỡng, được không ạ? Đấy là cái lý do. Thì theo thống kê của các cơ sở y tế Việt Nam, thì tại Việt Nam cái tỷ lệ trẻ thiếu vitamin D3 nó từ 25-40%, cao không ạ? Rất cao. Và gần 9% là trẻ ở mức nặng, được chưa? Thì các bạn phải lưu ý như vậy. Một, đó là còi xương bào thai, tức là cái thai kỳ của chúng ta nó không được tốt, nên gọi là suy dinh dưỡng bào thai đấy. Thì nó sẽ xảy ra ở trẻ sinh đôi này, đúng không ạ? Trẻ sinh non thiếu tháng này, đúng không? Vì do mẹ không cung cấp đủ canxi và vitamin D trong khoảng thời gian mang thai. Đấy. Và nghiên cứu chỉ rằng những bà mẹ mang thai ấy, thì cái nhu cầu về vitamin D nó tăng gấp 3 lần so với bình thường, đặc biệt là trong 3 tháng cuối thai kỳ. Người lớn chúng ta thì mỗi một ngày chúng ta cần khoảng 600-800 đơn vị. Như vậy với phụ nữ mang thai ấy, thì nó gấp 3 lần con số đấy. Các bạn hiểu chưa? Nó rất là quan trọng nên các bạn cần bổ sung nhé. Thì để tránh cái tình trạng suy dinh dưỡng bào thai, đấy là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai là còi xương sớm ở trẻ dưới 6 tháng tuổi. Thì có rất nhiều mẹ dưới 6 tháng tuổi cho con bú mẹ hoàn toàn và mình không biết rằng là phải bổ sung vitamin D3. Vì nghĩ rằng bú mẹ con mình tăng cân tốt chẳng sao cả. Nhưng các bạn biết không, trong sữa mẹ nó chỉ có khoảng 12-25 đơn vị vitamin D3 trong 1 lít sữa. Mà con bạn dưới 1 tuổi bú 1 lít sữa nó là bất khả thi. Cho dù là con bạn bú 1 lít sữa đi, nó thiếu rất nhiều. Vì con bạn cần 400 đơn vị. 400 đơn vị mà trong đó sữa mẹ nó chỉ có 12-24 đơn vị. Thiếu nhiều không ạ? Rất là nhiều nhá. Cho nên là con bạn cần bổ sung D3 ngay từ sơ sinh là 400 đơn vị một ngày. Các bạn hãy dùng ngay cho bác cái vitamin D3K2GB này. Đây là cái sản phẩm mà nhập khẩu từ Anh Quốc và đây là dạng xịt nhá, dạng xịt. Các bạn lưu ý cái điều đó. Ngày 2 xịt cho con bạn sau khi bú khoảng từ 10-15 phút, sáng trưa đều được cả nhá. Tiếp đến này, cái việc mà bà mẹ ăn uống kiêng khem quá mức trong 6 tháng đầu tiên này khiến sữa nó ít chất, đúng không? Và ăn thịt kho nghệ và rau ngót, đúng không? Mình kiêng cái nọ, kiêng cái kia. Cái điều đó nó khiến sữa bạn không có đủ dinh dưỡng, rồi nó khiến cho sữa của bạn ít canxi. Đương nhiên rồi, trong 6 tháng đầu tiên sữa bạn vẫn đủ canxi. Tại sao? Tại vì cái kho dự trữ canxi của người mẹ đó là từ xương. Và khi mà sữa nó không đủ canxi thì nó lấy từ xương mẹ ra và mẹ sẽ bị loãng xương, bị đau khớp vân vân. Tại vì sao? Tại vì ăn uống thiếu chất mà con nó bú nhiều, sữa nó đủ canxi, nó lấy hết từ xương ra chứ còn gì nữa. Đúng chưa? Và giai đoạn thứ 3 là giai đoạn trên 6 tháng tuổi. Đấy. Thì có những bạn bảo với bác là ô, khi mà sinh ra thì em thấy là có một lọ D3 cho em cho uống hết rồi thôi. D3 là con bạn phải bổ sung liên tục đến 6 tuổi. Từ 1 tuổi trở lên thì là 3-4 xịt cái D3 Zimbi K2 này nhá. Đấy, được chưa? Và trên 6 tháng tuổi là bé bắt đầu bước vào độ tuổi ăn dặm. Thì bạn phải xem các cái video như là 12 nguyên tắc vàng về ăn dặm, cấu trúc ăn dặm trên kênh YouTube của Đạt nhá, để biết cách cho ăn dặm để làm sao có ăn đa dạng, không phải là ăn đơn điệu, đúng không? Đấy. Đa số những em bé bị biếng ăn, ăn không đa dạng thì sẽ bị còi xương, thiếu vitamin D, được chưa? Thì đấy là dấu hiệu. Thì vừa nãy bác Đạt nói rằng là nó là 4 giai đoạn. Đó là một giai đoạn nữa, đó là giai đoạn là gì ạ? Trứng của bạn. Tức là trước khi chúng ta mang thai khoảng 3 tháng, đúng không ạ? Cái việc mà chúng ta
chọn được cái trứng tốt nhất, chọn được tinh trùng tốt nhất là cái điều rất quan trọng nhá, rất quan trọng. Đấy. Cho nên là cái giai đoạn nữa để tránh cái việc là còi xương suy dinh dưỡng ở trẻ em ấy là bạn phải chuẩn bị từ khi bạn chuẩn bị mang thai ấy, là khoảng 3-4 tháng về chế độ dinh dưỡng, về loại trừ các cái độc tố trong chế độ dinh dưỡng, đúng không? Trong cái vật dụng hàng ngày. Ở trẻ sơ sinh nhỏ thì còi xương nó có một số các cái biến dị đầu xương mà phải chụp, phải chiếu mới thấy được, đúng không ạ? Và đặc biệt là gì ạ? Sọ nó mềm, nhũn, hóc, đóng chậm nhá. Đấy, trẻ trằn trọc, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, đúng không? Rộng tóc vành khăn. Đấy, đổ mồ hôi trộm, mặc dù mình đã bật điều hòa đầy đủ rồi, mặc dù mình đã mặc quần áo thoáng mát rồi, nhưng mà sau một tiếng bé đi ngủ, bé vẫn ra mồ hôi ướt hết gáy và lưng. Đấy, quấy khóc nhiều, hay chớ sữa, hay ọc sữa, đấy là đối với trẻ sơ sinh. Đấy, các bạn phải theo cái dấu hiệu đấy là nguy cơ thiếu về D3K2 nhé, phải chú ý. Còn đối với trẻ lớn hơn thì cái biểu hiện như này: trẻ đau sức nhức xương này, đúng không ạ? Đấy, rồi dạ đi chân vòng kiềng này, chậm phát triển chiều cao so với tuổi, so với bạn cùng trang lứa này, chán ăn, biếng ăn này, ăn không đơn điệu này, chỉ có mới ăn cơm với trứng này, ăn cơm với muối vừng này, đúng không? Rồi thường xuyên bị chuột rút, đúng không ạ? Đấy, mọc răng chậm nhá, 12 tháng trở đi mà không có răng nào là mọc răng chậm, men răng nó yếu, đúng không? Nó bị mủn, đúng không? Đương nhiên là một phần về chế độ ăn, nhưng mà men nó yếu do chế độ dinh dưỡng. Đấy, rồi mọc cấu trúc bất thường, đúng không? Rồi dễ bị sâu răng, đấy là các cái vấn đề thì các bạn phải lưu ý như vậy. Đấy, cho nên chúng ta khi mà thấy con có các dấu hiệu như vậy thì chúng ta phải cần xử lý ngay, đây là dấu hiệu sớm. Nhưng mà ở video này bác Đạt muốn các bạn là nhận biết sớm, đúng không? Và tốt hơn nữa là mình bổ sung dự phòng để chúng ta dự phòng tốt đối với những cái bạn nhá mà mới đang xem video này. Như sau này, nhớ này, có 4 cái vi chất vô cùng quan trọng cần phải bổ sung cho con bạn trong giai đoạn từ 0 cho đến 1 tuổi. Vitamin D3 là cái vi chất đầu tiên, 400 đơn vị một ngày, tức là bằng 2 cái xịt D3GB này, được, một ngày. Đấy, liên tục đến 1 tuổi, được chưa? Từ tháng thứ 4 trở đi thì mình phải bổ sung sắt dự phòng cho bé. Và hãy lựa chọn những cái sắt hữu cơ, sắt amin để tăng khả năng hấp thụ. Sắt benzic, sắt amin, nó không tanh và nó dễ dàng hấp thụ nhất nhá. Bổ sung liên tục 1 tuổi nhá, sắt đến 1 tuổi. Được chưa? Tiếp này, từ 6 tháng trở đi mình phải bổ sung canxi và kẽm dự phòng cho con bạn nữa. Đấy, thì mình cũng dùng cái kẽm amin, cái kẽm Benedict và cái canxi là cái colloid calcium, canxi hữu cơ hoàn toàn tốt nhá. Đấy là các cái vi chất quan trọng mà con bạn trong giai đoạn từ 0 cho đến 1 tuổi là phải bổ sung để phòng cái bệnh còi xương của con bạn, để con bạn phát triển tốt hơn, ngủ tốt hơn, không trằn trọc khó ngủ, đúng không ạ? Đấy. Còn nếu như con bạn bị nặng hơn, các dấu hiệu như là gì ạ? Còi xương suy dưỡng, đúng không ạ? Chậm lớn, tức là giai đoạn nặng rồi thì phải đi khám chuẩn bị qua để bạn để bổ sung những điều điều trị, được chưa? Thì ở đây thì bác Đạt nhấn mạnh các bạn rằng nhé, là trong cái giai đoạn thai kỳ và trong giai đoạn sơ sinh từ 0 đến 1 tuổi, đây là giai đoạn quan trọng nhất. Đấy. Thì khi mà các bạn xem video này thì bác không muốn rằng con các bạn bị vấn đề rồi, mà bác muốn cung cấp kiến thức để dự phòng còi xương cho con bạn, được chưa? Bé khỏe, bé ngoan thì chúng ta mới vui vẻ và hạnh phúc được, và mọi việc chúng ta thì mới tốt được, được chưa? Ok, phần nào đó các bạn chưa rõ thì comment ở đây, bác sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của bác Đạt nha. Trên kênh có hơn 1.000 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà hàng triệu bà mẹ đã nhận được cái giá trị từ kênh của bác Đạt rồi. Đó là những kiến thức chia sẻ miễn phí cho các bạn. Đấy, các bạn sẽ thấy gì ạ? Con bạn ăn tốt, ngủ tốt và tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho các bạn. Rồi chào các bạn và chúc các bạn nuôi con khỏe mạnh nha.